Xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử là Phong đây. Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau review về một cái dự án là Niêm nha anh chị. Và trước đó thì chúng ta thấy rằng là em cũng đã review với anh Cương ở bên team em á, là về cái dự án là ACL. Cũng có nói rằng là cái khả năng rất là cao nó sẽ được listing ở trên Binance, và hiện giờ thì cái dự án đã được listing ở trên Binance rồi nha anh chị nha. Chỉ sau khoảng hình như 1 tuần 2 tuần gì đó thì đã được listing ở Binance rồi. Và cái thời gian vừa qua thì với cái dự án ACL đó thì em đánh giá hơi sai một tí về cái vùng giá, vì em không nghĩ rằng là nó listing lên Binance nhanh đến như vậy. Hiện giờ nếu mà anh chị check lại cái dự án ACL đó, đây một cái dự án khá là ngon luôn, sản phẩm rất là tốt luôn anh chị, vùng giá cũng cực kỳ tốt ở thời gian đó, nhưng mà em đánh giá hơi sai với thời điểm listing Binance, và hiện giờ thì nó đã được listing lên trên Binance rồi như anh chị thấy ha. Và trong lần này đối với cái dự án Niêm này á, thì cái khả năng cũng rất cao, và em sẽ chỉ ra cho anh chị thấy là cái tiềm năng tại sao nó vẫn có thể được listing ở trên Binance nha anh chị. Đó. Thì đầu tiên chúng ta hãy nhìn sơ qua, tổng bộ sơ qua về vùng giá của nó đi anh chị. Nó là một cái dự án hiện giờ theo em đánh giá là nó đang nằm, cái giá trị, cái vùng giá của nó đang nằm dưới cái giá trị thật của nó luôn. Đó. Trong thời gian vừa qua thì anh chị thấy rằng là từ cái thời điểm là khoảng 2022 cho đến thời điểm hiện tại thì nó đã bị chia rất rất là nhiều rồi anh chị, và nó cũng đã sideways từ cái thời điểm 2022 đó đến bây giờ là hơn 2 năm rồi, thì nó cũng đang có cái vùng giá tích lũy tương đối tốt để chúng ta có thể là xem xét và cũng như là tham khảo về vùng giá để đầu tư được ha. Vùng giá nó không quá cao, đó là cái cơ hội. Cái tiếp theo nữa, khi mà chúng ta nhìn về vốn hóa đó anh chị, với cái dự án hiện giờ vốn hóa đang nằm ở cái mức là 170 triệu đô ha, một cái con số nó không quá nhỏ cũng không quá to, nó đang nằm ở mức trung bình, bởi vì anh chị thấy là nó chưa tăng trưởng. Và những cái sự đột phá ở trong mùa bull run tới của dự án này đánh giá sẽ là lớn. Nếu như nó được listing thêm ở trên Binance thì cái con số này nó không chỉ là 170 triệu mà nó có thể là x10, x20 lên. Ví dụ x10 lên, hiện giờ con số là 170 triệu, x10 là 1 tỷ 7 đúng không chị? x20 là 3 tỷ 4, và x30 nữa, cái câu chuyện nó sẽ xa hơn thì thời gian tới chúng ta sẽ nói. Nhưng mà cái yếu tố gì để có thể ảnh hưởng cái con số market cap này có thể là lên tới 1 tỷ 7 hay là 3 tỷ 4 anh chị? Tại sao đúng không chị? Thì hãy cùng theo em phân tích thêm một vài yếu tố nữa nhé. Về vốn hóa là như vậy, còn về lượng cung là 1 tỷ cái đồng Niêm, thì hiện giờ đã cung ra được là 71,28% cái lượng cung ra rồi. Tức là sao? Nó đang nằm ở trong cái giai đoạn cuối của cái việc unlock của dự án này. Và khi càng về cuối, cái lượng unlock nhỏ dầu càng thấp ra, càng ít đi, thì cái khả năng để nó bị xả là rất là thấp nha anh chị. Khi mà cái giai đoạn đầu á, anh chị cứ chú ý những cái dự án giai đoạn đầu, khi mà cái lượng cung của nó chỉ đang khoảng 20-30% á, thì nó còn một cái khoảng thời gian rất là dài để có thể là xả. Còn như bây giờ, khi mà cái khả năng bị xả của nó chỉ còn khoảng là 29% nữa, thì về cơ bản á, DEP có thể là nắm giữ cái phần đó để có những mức giá cao hơn, và họ có thể là xả ở những cái vùng giá nó cao hơn nha anh chị nha. Thay vì là họ sẽ ở ngay cái thời điểm này khi mà giá đang rất là thấp như vậy á. Cho nên đây là một cái vùng giá, đây là một cái lượng cung mà rất hoàn hảo để chúng ta có thể là nhắm đến, đúng không chị? Rồi tiếp đến, thông qua những vùng giá này, thông qua market cap này, thông qua supply rồi, thì tiếp đến chúng ta hãy nói đến về cái mức độ listing của nó ở thời điểm này đối với dạng Niêm. Thì nó đều đang được listing lên những cái sàn tương đối là ok nha anh chị nha. Như là OKX này, Bybit này, Gale này, Messi này, rồi những cái sàn, rồi những cái sàn khác như là Bitget này, trong đó cũng có cả Opposic. Cái vấn đề này anh chị hãy lưu ý nha, rất là nhiều dự án bây giờ đều tạo cái sự thanh khoản ở trên Opposic. Đó, và Opposic thì em cũng đã review qua dự án này rồi, và ở thời gian tới thì cái khả năng tăng trưởng của nó rất là lớn nha anh chị. Ở trong cái mùa bull tới, Opposic sẽ là một cái đối thủ cạnh tranh khá là tương đối mạnh với lại Ethereum và cũng như là những cái khác như là Arbitrum hay là bất cứ những cái mạng lưới khác. Đó, Opposic là một trong những cái mà anh chị cần phải quan tâm. Đó, thì về mặt listing thì họ có cái độ uy tín, họ có cái sự thanh khoản và họ có cái đa dạng về sàn giao dịch để mọi người có thể là xem xét đến và đầu tư được. Và trong thời gian tới nếu mấy anh chị muốn ủng hộ team thì có thể là đầu tư ở trên Bybit ha. Anh chị cũng có thể là search về cái cặp là Niêm. Ở đây họ cũng đã listing đồng Niêm này rồi. Thì anh chị có thể là mua, nắm giữ và giao dịch cái đồng Niêm này ở trên sàn giao dịch Bybit và cũng như là trading nữa. Kèm theo đó thì anh chị có thể tham gia những cái sự kiện IDO thông qua cái chương trình Web3 của Bybit ha. Và để mà anh chị sử dụng qua những cái tính năng này ở trên sàn giao dịch Bybit thì anh chị có thể click vào cái đường dẫn đăng ký em để dưới phần mô tả video này nha. Rồi, thì về những cái mặt tổng quan cơ bản nhất khi mà chúng ta xem xét về dự án, chúng ta đã có vùng giá
chúng ta có về vốn hóa, về lượng cung, về listing, tất cả mọi thứ đều đang nằm ở một cái mức ổn. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy nên xem xét đến một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là sản phẩm của nó là gì. Đây sẽ là cái yếu tố đánh giá dự án này liệu có cái khả năng phát triển, có tiềm năng để có thể listing được ở trên Binance hay không nha anh chị nhé. Đầu tiên, sản phẩm chủ đạo chính của NIM là gì anh chị? Đó chính là privacy. Nó làm về ẩn danh vân vân anh chị. Thì anh chị biết rằng là nếu mà anh chị đã từng xài qua những cái thiết bị như là về máy tính này, máy tính bảng, iPhone các thứ, thì khi mà anh chị truy cập vào những cái trang web, thứ nhất là nó yêu cầu về yếu tố là xác thực này, nó lấy thông tin cá nhân của chúng ta, hay là bất cứ trang web nào mà chúng ta bị chặn á, thì chúng ta sẽ thường xài qua những cái như là VPN, một cái công cụ mà em thấy là hầu như ở thời điểm này rất là nhiều người biết đến và sử dụng đến. Và đối với NIM thì nó có cái sản phẩm là NIM Connect, thì nó sẽ có một cái công nghệ mà em đánh giá là nó tối ưu hơn rất là nhiều so với những cái VPN ở thời điểm hiện tại. Thì khi mà anh chị xài những cái VPN ở thời điểm hiện tại, anh chị truy cập vào những cái trang web hay anh chị truy cập vào những cái ứng dụng á, cái tốc độ mạng của VPN cực kỳ thấp. Và đối với NIM Connect nó sử dụng là SOC 5, SOC 5 nha chị, là một trong những cái dùng để anh chị có thể là vượt tường lửa được nè. Anh chị có thể là vào truy cập những trang web bị chặn, hay là anh chị có thể là ẩn danh đi một phần nào đó, nhưng với cái tốc độ cực kỳ cao. Với tốc độ cực kỳ cao luôn anh chị. SOC 5 thì nó sẽ lớn, nó sẽ có tốc độ cao hơn là VPN, cao hơn là HTTP proxy, cao hơn rất là nhiều cả những cái thông thường mà anh chị hay sử dụng. Thì SOC 5 thì nếu như mà em tính toán hồi xưa em hay sử dụng để thuê một cái SOC 5 mà xài trong vòng khoảng một tháng nó tốn vài chục đô, cả trăm đô là bình thường. Và đối với dạng NIM Connect này thì họ đang cung cấp cái dịch vụ, cái sản phẩm liên quan đến là SOC 5 ha, giúp cho mọi người có thể là trải nghiệm qua những cái tính năng về ẩn danh, về tốc độ truyền tải dữ liệu nó nhanh chóng hơn. Và anh chị sẽ có những cái địa chỉ IP, những cái address, SOC 5 address này, và cũng như là những cái cổng nó riêng biệt để anh chị có cái yếu tố truy cập nó tốt hơn nữa đó. Thì hiện giờ thì họ cũng đang hỗ trợ trên những cái mạng lưới như là Linux nè, anh chị có thể là xài ở trên cả MacBook vân vân đó, những cái thiết bị MacBook, hoặc là anh chị có thể là xài ở trên những cái thiết bị Windows, như em đang xài là Windows nha anh chị nhé. Đó thì đều có thể là sử dụng qua cái tính năng của NIM Connect, và nó cũng sẽ có những cái chi phí chi trả ha. Thông qua cái việc là anh chị sử dụng cái token của nó thì anh chị có thể là xem xét download về, anh chị nhấn vào download về được nè, nhấn vào download được. Rồi đây là cái sản phẩm đầu tiên, và em thấy rằng là đây là cái sản phẩm mà nó cung cấp nhiều, rất là nhiều cái tính năng hỗ trợ cho những anh em nào giao dịch thông qua crypto cũng được, hoặc là xài những cái công cụ, những cái ứng dụng thường ngày đó, thì đều có thể là xài qua cái ứng dụng này. Rồi tiếp đến là sẽ có một cái nữa là wallet, NIM wallet. Thì về NIM wallet thì anh chị thấy rằng là nó sẽ dùng chủ yếu cho cái vấn đề là anh chị staking. Thì anh chị có thể là kết nối, anh chị đeo một cái ví này về, anh chị tạo một địa chỉ ví và anh chị bơm tiền vào, bơm cái đồng NIM token vào trong cái ví này để anh chị staking được. Và nó cũng đang hỗ trợ rất là đa dạng ha, như là Linux rồi macOS vân vân này, và cũng như là ở trên Windows đó, để anh chị có thể là sử dụng và trải nghiệm qua cái NIM wallet này. Và theo em thấy khi mà chúng ta có hai cái sản phẩm chính nó thiên về công nghệ và nó có yếu tố, anh chị phải hiểu là có yếu tố thực tiễn, hay là ai cũng xài được và ai khi đụng đến NIM đều cần nó để xài được, thì trong tương lai nếu như dự án này tiếp tục build và phát triển những cái sản phẩm này thì em thấy rằng là tiềm năng của nó cũng rất là lớn nha anh chị, tiềm năng rất là lớn. Và xung quanh những cái sản phẩm đó thì nó còn có một cái công nghệ rất là hay nữa anh chị, và nó cũng đang bắt kịp trend ở thời điểm này, và rất là nhiều những cái dự án thời gian vừa qua được listing trên Binance thì đều cái công nghệ là ZK. Cái từ ZK em đã nhắc đi nhắc lại cho anh chị rất là nhiều ở trong những cái nội dung video vừa qua mà em đăng tải lên cho anh chị, bao gồm như là Meta Network hay là những cái dự án mà gần đây listing đều có cái công nghệ ZK này cả. Và đây sẽ là cái mà NIM nó đang có và nó có thể là hỗ trợ ở trong tương lai anh chị ha. Ở đây nó cũng có một cái ví dụ rất là hay nè anh chị nè, là hãy tưởng tượng nếu mà bạn đến cinema thì bạn chỉ cần có một cái vé thôi, chúng ta không cần phải mua những cái vé như là thông thường. Ví dụ anh chị mua thông thường là anh chị cần phải điền tên này, điền tuổi này, rồi điền về địa chỉ vân vân, số điện thoại vân vân, để anh chị có thể là mua, và anh chị phải cung cấp cái thông tin đó cho cái bên rạp chiếu phim
Thì anh chị mới xem phim được. Thì đối với viết cả niêm thì nó sẽ giải quyết được vấn đề đó thông qua cái vấn đề là e-cash payment nè, thanh toán gọi như là nhanh chóng hơn thông qua cái viết cả niêm nha chị nhé. Rồi có một cái liên quan đến là bảo mật những cái nhận dạng thông tin của anh chị nè. Đó, rồi những cái khác nữa như là Mixnet cũng là một cái công nghệ của nó ha, giúp cho anh chị có thể là tracking những cái transaction thông qua những cái wallet này đó. Nói chung là những cái thứ công nghệ hiện giờ mà có chữ ZK này là một cái mà em thấy là khá là sáng, và mùa bullrun tới hãy quan tâm đến cái chữ ZK này nha anh chị nha. Nó sẽ là một cái gì đó bùng nổ, một cái gì đó, một cái công nghệ rất là lớn sẽ bùng nổ trong thời gian tới, và những cái dự án mà được hỗ trợ thêm ZK như là NIM này thì nó càng có thêm cái yếu tố để mà tăng trưởng và phát triển được ở trong thời gian tới. Thì đây là một cái nữa mà anh chị cần phải xem xét nha anh chị nhé. Và tiếp đến thì chúng ta hãy cùng nhau xem qua một tí về những cái hệ sinh thái của nó. Ví dụ như là partner của nó nè anh chị nè. Nó có Binable Rossi, là về Rossi ha, Node.js Verify, Knot nè, Bitcoin Capital, Testnet Run, rồi Hermes Stakepool. Nói chung là những cái partner này làm cũng làm về công nghệ rất là nhiều ha, trong đó có cả Proxy cũng như là những cái quỹ đầu tư. Về cái tool này á, thì cũng khá là hay, nếu anh chị nào muốn thì anh chị có thể xem qua. Ví dụ như là cái Base NIM thì nó sẽ có những cái tính năng đây. Ví dụ như anh chị viết một cái thư nào đó, một cái nội dung nào đó mà anh chị muốn ẩn danh đi, thì nó sẽ có những cái cơ chế rất hay là burn after reading, có nghĩa là khi mà anh chị đọc xong cái này, khi anh chị đọc xong cái lá thư này, cái người nhận được đọc xong cái lá thư này thì nó sẽ đốt luôn, có nghĩa là nó sẽ biến mất cái lá thư này hoàn toàn luôn. Hoặc là có cái thời hạn này, khi họ xem trong vòng bao nhiêu lâu mà họ không xem thì họ sẽ bị mất cái thư này đi, vân vân. Đây là một cái tính năng khá là cơ bản mà em thấy là cũng khá là hay. Đó thì còn rất là nhiều cái khác nữa để anh chị có thể xem ở đây ha. Thì để em sẽ nói vài cái cơ bản nhất ở trong cái hệ sinh thái và cái sản phẩm của nó thôi. Vậy thì còn cái yếu tố gì, nãy giờ chúng ta mới nghe về sản phẩm, nó cũng thực tiễn đó, nhưng mà còn yếu tố gì để nó listing được ở trên Binance anh chị? Hãy nhìn về cái dàn banner của nó nha anh chị nha. Hãy nhìn về dàn backer banner của nó. Binance Lab. Cái đầu tiên nhìn vào thôi là Binance Lab. Thì cái tỷ lệ để nó được listing trên Binance nó đã cao rồi ha. Và sau đó là chúng ta có rất là nhiều những cái quỹ khác ở đây cũng rất là nhiều tên tuổi ở trên thị trường, ví dụ như là A16Z nè, Huobi Venture nè, đó, Polychain Capital nè, rất là nhiều cái quỹ lớn ở trên thị trường đang backer cho dự án NIM này, một dự án làm về công nghệ và cũng như là có tính thực tiễn. Vậy nên á, kết luận lại là đối với cá nhân team của tụi em thì em thấy được rằng là cái tỷ lệ được listing cho Binance nếu như cái dự án này phát triển là có nha anh chị nha. Đó thì vừa qua thì chúng ta đã hiểu sơ qua một tí về sản phẩm, hiểu sơ qua một tí về những cái thông tin cơ bản về vùng giá, về market cap, về lượng cung và cũng như là listing hiện giờ đối với dự án NIM rồi. Vậy thì vùng giá nào chúng ta hãy áp dụng thêm những cái yếu tố về phân tích về chart ha, để chúng ta có thể là đưa ra những cái thông tin về vùng giá nào để chúng ta gom được. Và nói cơ bản thôi thì vùng giá này hiện giờ anh chị vào gom là được rồi. Và tại sao em sẽ chỉ ra cho anh chị thấy là tại sao vùng giá này lại có thể gom nhá. Thì anh chị có thể thấy rằng là ở thời gian vừa qua đây ha, cái vùng giá thời gian vừa qua là cái vùng giá mà đã có sự tích lũy ở khu vực ở trước đó nè anh chị nè. Anh chị thấy rằng là mua cái lượng mua tuy là nó rải rác, nó nhỏ giọt thôi, nhưng đây là cái volume mua của cá mập như anh chị thấy là một cái cú rơi từ khoảng 0.27 đập về 0.17 đúng không anh chị, tăng lên lại đó. Cái vùng này là cái vùng đệm đã tăng lên lại, sau đó rơi về đây tiếp ha, bắt đầu tăng lên lại tiếp, có nghĩa là đã có người gom rồi. Và trong cái thời điểm mà nó lấy thanh khoản ha, nó vượt ra cái vùng là khoảng 0.17 á, nó rơi về khoảng 0.09, nó tăng lên lại. Và cái lượng volume này chị thấy không ạ? Bắt đầu là có một cái lượng lớn người chơi bắt đầu là gom hàng ở đây rồi. Và thường em thấy những cái chạy, em để ý những cái chạy nào á, mà có những cái cú lấy thanh khoản này thì thường nó sẽ được có khả năng sideways và tiếp tục tăng ở trong thời gian tới nha anh chị nha. Cho nên là cái vùng giá hiện tại là anh chị có thể là bắt đầu xem xét, nếu như anh chị thấy những cái thông tin, những cái sản phẩm mà em truyền tải đến anh chị mà nó thấy được rằng là một cái sự thu hút cho anh chị nghĩ rằng là nó sẽ phát triển được, nó sẽ tăng trưởng được thì anh chị có thể là xem xét để mua ở đây. Và anh chị cũng lưu ý rằng mua hay bán á, một lần nữa ha, mua hay bán đó vẫn là quyết định của anh chị thôi. Tụi em chỉ đang đưa ra những cái dự án mà tụi em đang đầu tư tiền vào, đang gom hàng ở thời điểm này cho anh chị xem thôi. Còn cái vấn đề là anh chị bỏ tiền ra mua hay không, nó vẫn là ở túi tiền của anh chị nha. Tụi em không quyết định giùm cái đồng tiền của anh chị ha. Tiền của ai người đó giữ, tiền của ai người đó xài, vậy ha. Đó thì về vùng giá hiện tại thì em thấy rằng cái tỷ lệ mà chúng ta có thể gom được, nếu như mà xấu lắm đi, nó về lại vùng dưới này lại gom tiếp thôi anh chị.
càng tốt thôi, chúng ta lại có cái vùng đẹp hơn khoảng 0.1 cho đến là 0.09, lại tiếp tục còn. Và em có thể thấy rằng là trong cái tương lai xa thì nó vẫn sẽ tăng được. Còn hiện tại thì tụi em đang quan tâm và gom ở cái mức giá hiện tại nhé. Rồi thì còn về phần TB thì như thế nào? Về mặt TB đầu tiên nhé, em sẽ cùng anh chị phân tích một tí về yếu tố phân tích kỹ thuật này. Hiện giờ nếu mà chúng ta áp dụng phân tích kỹ thuật thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta đang có một cái mẫu hình là vai đầu vai ngược nha anh chị. Ta đang có mẫu hình vai trái nè, đầu nè, vai phải nè, và trong thời gian tới là có thể tăng trưởng lên. Đó, và nếu như mà xét theo cái phần target của mẫu hình vai đầu vai ngược này thôi thì anh chị thấy là nếu mà nó break ra khỏi cái ngưỡng là khoảng, em tính toán là khoảng 0.28 này nha, nếu cái vai phải hình thành xong là nó phá lên á thì nó có thể tăng khoảng 241%. Đó là cái target ở trong ngắn hạn, anh chị hãy lưu ý là lên được $1. Ở trong thời gian tới thì cái target ngắn hạn là khoảng $1. Còn nếu mà xa hơn thì chúng ta không thể nào mà xét theo yếu tố này mà chúng ta phải xét theo những cái hành vi giá, đúng không anh chị? Đó, thì nãy giờ là em chia sẻ về cái ngắn hạn trước là vai đầu vai ngược và nó sẽ tăng lên là khoảng $1, là khoảng 200, hơn 200%. Còn cái vấn đề mà xa hơn ở tiếp theo mà anh chị cần phải quan tâm lưu ý đến, tức là cái vùng này, cái block ở trên này nè anh chị, cái nơi mà đã có cái sự rơi giá mạnh xuống từ khu vực là khoảng 1.9 thì đây sẽ là cái vùng điểm kháng cự cực kỳ lớn, cực kỳ lớn. Đó, thì đây sẽ là cái vùng nếu như mà thật sự mà giá lên á, ở trong vài tháng tới mà giá lên được tới đây khoảng $2, 1.9 cho đến $2 thì đây sẽ là cái điểm mà TB1 đối với em. Nếu mà nắm giữ trong dài hạn á thì đây chỉ mới là điểm TB1 thôi nha anh chị nha. Còn nếu mà xa hơn nữa thì anh chị phải tính toán đến câu chuyện là mức giá nó cao hơn, và khi mà nó đạt đến con số như là x10, x10 nha anh chị, là khoảng $2 là x10 là 1.7 tỷ nè, rồi x20 là 3.4 tỷ, thì đó là cái câu chuyện anh chị cần phải xem xét lại vùng giá. Và thời điểm đó thì tụi em sẽ quay lại để cập nhật cho anh chị sau về vùng giá. Nhưng mà trước mắt cái vùng target của tụi em đang nhắm đến là khoảng $2 ở trước mắt ha. Đó, và xa hơn nữa thì nó vẫn có thể xảy ra. Đó, thì chúng ta có thể là xem xét xong. Còn thời điểm hiện tại thì anh chị có thể là quan tâm đến cái vùng là $2, cái vùng mà sẽ có khả năng là có sự từ chối xuống. Và khi nó từ chối bao xa hay là nó gọi như là điều chỉnh nhẹ nó tăng lên thì lúc đó em sẽ phân tích lại cho anh chị ở trên Telegram cũng như là ở trên YouTube để cập nhật lại về cái dạng niềm này cho anh chị. Nhưng mà nhìn góc nhìn của team á, thì khi mà đang nhìn về dạng này, đây là một dự án tốt và có khả năng bùng nổ và tăng trưởng và thậm chí là listing được ở trên Binance. Đó là những cái target của team và dự án này để anh chị có thể tham khảo. Và ở trong video ngày hôm nay thì em xin phép là dừng lại tại đây, và những cái thông tin trong thời gian tới em sẽ cố gắng để tiếp tục đưa ra những cái phương án để đầu tư như thế nào cho nó an toàn, hiệu quả, những cái dự án nào tốt, những cái sản phẩm như thế nào nó ok thì em sẽ review đến chị sau ha. Thì anh chị đừng quên là có thể là ủng hộ team bằng cách là click vào cái nút đăng ký này, nhấn vào quả chuông và cũng như là nút like ở trong video này để ủng hộ team phát triển trong thời gian tới nha anh chị nhé. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị một lần nữa khi đã xem đến hết nội dung của video ngày hôm nay, và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau.